Đúng dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, một số trường đại học cao đẳng và giáo dục chuyên nghiệp tổ chức khai giảng gặp mặt giao lưu. Trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại tổ chức khai giảng năm học 2020-2021. Bước vào năm học mới này, nhà trường đã tuyển sinh được gần 830 chỉ tiêu đào tạo các chuyên ngành, kỹ thuật chế biến món ăn, hướng dẫn du lịch, quản trị nhà hàng khách sạn. Tại lễ khai giảng năm học mới, đại diện Trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại ký thỏa thuận với các doanh nghiệp tạo điều kiện để sinh viên đi thực tập sát với thực tế, tạo cơ hội tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp. Nhân dịp này, đại diện các doanh nghiệp và nhà trường trao thưởng cho những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và đạt giải thưởng trong hội thi tay nghề toàn quốc và ASEAN.